Vào ngày 9 tháng 2 năm 1931, trên trang nhất các báo lớn phát hành tại Sài Gòn đồng loạt đưa tin về một sự kiện chấn động thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Một thanh niên mới 16 tuổi tên Huy đã bắn chết viên thanh tra mật thám Pháp Le Grand. Cảnh sát nghi ngờ Huy là thành viên thuộc Tổ chức Cộng sản của Việt Nam tại Quảng Châu. Huy sau đó được đưa về giam tại Khám lớn Sài Gòn. Mai Sơn Center Sài Gòn, nhà tù lớn nhất Nam Kỳ thời Pháp thuộc, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Khám lớn Sài Gòn, một địa ngục của trần gian. Tù chính trị ở đây luôn được thực dân Pháp quan tâm đặc biệt. Họ bị biệt giam trong khu riêng. Ở cấp độ nặng hơn như Huy sẽ bị giam tại xà lim án chém. Câu hỏi Huy là ai, làm gì, có liên hệ với những ai, tưởng như đơn giản lại trở nên mơ hồ với thực dân Pháp. Chàng thanh niên tên Huy đến nay không còn xa lạ, mà được biết đến rộng rãi với một tên gọi khác là Lý Tự Trọng. Có những nhà sử học dành phần lớn thời gian của mình để nghiên cứu về cuộc đời anh. Điển hình trong số đó phải kể tới Văn Tùng. Ông được coi là người viết sử đoàn và cũng là một trong những chuyên gia nghiên cứu về tấm gương của người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng. Với ông, đó vẫn là một câu chuyện mang đậm chất huyền thoại về một con người, về một cái tên in đậm dấu ấn trong lịch sử. Vì bây giờ không ai nhớ cái tên cũ của anh mà anh đã là Lý rồi, tức là cái họ của Bác Hồ rồi. Bây giờ thì nói đến Lý Tự Trọng thì người ta nói nhớ ngay đó là Lý rồi Tự rồi Trọng, chứ không ai nói là nhớ là Lê Văn Huy hay là Lê Văn Trọng hay là Lê Hướng Trọng. Ngôi làng nhỏ bình dị nằm bên bờ dòng sông Cầu Sông chính là quê hương của Lý Tự Trọng, một trong những anh hùng trẻ tuổi của Việt Nam. Tròn 100 năm từ lúc Lý Tự Trọng ra đời, phần đất Hương Hòa của dòng họ Lê tại thôn Tân Long, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vẫn được giữ gìn và dần chuyển thành nơi thờ phụng Lý Tự Trọng và hai bậc sinh thành. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đang triển khai một cụm công trình quy mô nhằm tôn vinh tấm gương anh dũng của người anh hùng trẻ tuổi. Khu đất rộng hơn 5 hectare được quy hoạch bài trí mộ phần của Lý Tự Trọng và nhà tưởng niệm về anh. Người thân gần gũi nhất với Lý Tự Trọng ở quê hiện tại là bà Lê Thị Bảy, người em gái út. Bản thân bà Bảy cũng chưa từng một lần được gặp anh trai mình. Năm anh Trọng hy sinh, bà mới vừa được 2 tuổi. Bà không được biết nhiều về anh trai, nhưng vẫn xót xa khi mà từ lúc ra đời tới lúc mất, anh trai bà chưa từng một lần được về quê hương. Thì đi làm rồi thì đi hoạt động rồi thì sáu chết nốt hết bắt nốt nhưng chứ có về nhà muốn rồi mà về cái khi mua mới đi ra 90 tuổi là về trên nốt trên tay lá đó. Biến cố khiến Lý Tự Trọng chưa một lần được đặt chân lên mảnh đất quê hương bắt đầu từ hàng chục năm trước khi Lý Tự Trọng ra đời. Liên quan đến hai sự kiện lịch sử, đó là khởi nghĩa Hương Khê hưởng ứng phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp của Phan Đình Phùng. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu vào năm 1885 và thất bại vào năm 1896. Sự kiện thứ hai diễn ra vào năm 1913. Một tổ chức mới được thành lập, đó là Việt Nam Quang Phục Quân, một tổ chức quân sự của Việt Nam Quang Phục Hội, do nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu khởi xướng và Cường Để, một hoàng thất của Triều Nguyễn được bầu làm hội chủ. Cũng hướng đến đông đảo nhân sĩ tại vùng Nghệ Tĩnh. Suốt chiều dài lịch sử từ khởi nghĩa Hương Khê cho tới những hoạt động của Quang Phục Quân tại vùng Nghệ Tĩnh luôn phải đối mặt với sự đàn áp một cách dã man của thực dân Pháp. Điều này khiến cho nhiều nhân sĩ yêu nước và gia đình tại Nghệ Tĩnh đã phải tìm cách trốn tránh sự đàn áp. Bố mẹ của Lý Tự Trọng vốn là những nghĩa quân yêu nước,
lúc này cũng buộc phải rời Tổ quốc trong những biến loạn này. Sau khi phong trào Cần Vương bị thất bại, vua Hàm Nghi bị bắt và bị lưu đày sang Andrei ở châu Phi, và cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo thất bại thì coi như là một cái dấu mốc để khẳng định cái phong trào đấu tranh chống Pháp của các sĩ phu văn thân yêu nước đến giai đoạn này chấm dứt. Thế tuy nhiên sau đó thì thực dân Pháp tiến hành hàng loạt các cái hành động khủng bố đàn áp hết sức dã man những người Việt Nam yêu nước, đặc biệt là ở khu vực Trung Kỳ, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh. Thì để chống tránh cái sự truy bắt của thực dân Pháp thì có một bộ phận khá đông người Việt Nam đã rời bỏ quê hương bản quán thì sang làm ăn sinh sống ở Lào và đông nhất ở vùng đông bắc của Thái Lan, lúc bây giờ gọi là Siam. Trên bình diện địa lý, khoảng cách từ vùng Nghệ Tĩnh của Việt Nam vượt biên giới sang Lào là con đường gần nhất. Vậy tại sao những sĩ phu yêu nước này lại hướng tới Siam, tức Thái Lan? Bên cạnh việc muốn thoát khỏi thực dân Pháp thì còn một lý do quan trọng khác. Đó là tại vùng Bản Mạy, tỉnh Sakhon Phanom của Thái Lan. Ngay từ năm 1909, những người yêu nước Việt đã xây dựng được một trại cày nhằm chiêu mộ nhân lực và truyền bá tư tưởng yêu nước. Đứng đầu nơi này là Đặng Thúc Hứa, một đồng chí trong Duy Tân Hội của Phan Bội Châu. Bản Mạy cũng là nơi hai cụ thân sinh của Lý Tự Trọng là Lê Hữu Đạn và Nguyễn Thị Sờn tìm tới. Họ thành vợ thành chồng ở đây và sinh ra anh vào ngày 20 tháng 10 năm 1914. Nhưng Lý Tự Trọng cũng không ở với bố mẹ được lâu. Lúc đó vì hai cụ thân sinh quan trọng nhiều con, cho nên ông Trương Tuấn và cụ Đại là chiến hữu trong quang phục quân, cho nên mới nói với nhau này: thôi anh nhiều con, để cho nuôi bớt, cho là tôi ấy, tiếng Hà Tĩnh, để cho nuôi bớt cho một đứa. Việc sống tại nhà cụ Cựu Tuấn giúp cho việc học của Lý Tự Trọng được thuận lợi. Tuy nhiên điều quan trọng là anh được tiếp thu một nền giáo dục thấm đẫm tư tưởng yêu nước, vốn là chủ trương giáo dục của Đặng Thúc Hứa. Điều này đã tạo ra bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời Lý Tự Trọng. Năm 1926, theo chỉ đạo của đồng chí Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu tới Bản Mạy lựa chọn một số thiếu niên để đưa sang Quảng Châu đào tạo lâu dài, để chuẩn bị xây dựng tổ chức thanh niên cộng sản ở Việt Nam. Lý Tự Trọng là một trong số 8 thiếu niên được chọn. Lý Tự Trọng lúc này mới hơn 10 tuổi, cùng với các thiếu niên khác bắt đầu hành trình xuất dương của mình. Từ Bản Mạy, họ đến Bangkok, từ đó đi tàu, lênh đênh trên biển 8 ngày mới tới được Hồng Kông. Điểm cuối hành trình mà họ hướng tới là Quảng Châu. Quảng Châu kể từ thời điểm Nguyễn Ái Quốc lập ra Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội luôn diễn ra các hoạt động cách mạng sôi nổi, nhằm đào tạo được một đội ngũ nòng cốt cho cách mạng. Nhóm thiếu niên từ Siêm Sang được hướng tới mục đích đào tạo lâu dài. Buổi học đầu của nhóm diễn ra tại ngôi nhà số 13 phố Văn Minh. Đồng chí Vương, tức Nguyễn Ái Quốc, trực tiếp đứng lớp. Bài học đầu tiên họ học là giữ bí mật. Để đảm bảo bí mật, các thành viên đều được đồng chí Vương đổi sang họ Lý. Lý Tự Trọng cũng chuyển từ họ Lê của cha mẹ sang họ Lý, chính thức mang tên Lý Tự Trọng từ đây. Chương trình học được soạn cho phù hợp với độ tuổi của nhóm thiếu niên. Ban đầu là về lòng yêu nước, yêu đồng bào, lịch sử Việt Nam, rồi nâng lên với kiến thức về Lenin, đấu tranh giai cấp và về cách mạng. Nguyễn Ái Quốc muốn đào tạo họ lâu dài trở thành những cá nhân cộng sản ưu tú. Qua Borodin, đại diện của Quốc tế Cộng sản và Liên Xô tại Quảng Châu, người gửi thư trực tiếp cho Trung ương đội thiếu niên Liên Xô. Các đồng chí thân mến, lúc chúng tôi nói với các em về cách mạng Nga, về Lenin và về các bạn, những chiến sĩ Leninist Nga nhỏ tuổi, thì các em rất sung sướng và đòi sang với các bạn để thăm các bạn,
ở với các bạn, học tập với các bạn, để thành như các bạn. Những chiến sĩ Leninist nhỏ tuổi, chúng tôi đã hứa với các em là sẽ viết thư cho các bạn về vấn đề đó, và giờ đây tôi đã làm việc ấy. Chúng tôi hy vọng các bạn không từ chối tiếp nhận 3 hay 4 bạn nhỏ Việt Nam của các bạn, phải không? Cùng với việc học, các buổi ngoại khóa cũng được tổ chức, giúp các học viên hiểu biết về các danh thắng Quảng Châu, cũng như dấu ấn của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam tại nơi đây. Những hình ảnh ít ỏi về Lý Tự Trọng cũng đều được chụp tại thời điểm này. Kế hoạch đưa học viên sang Liên Xô chuẩn bị triển khai, thì vào năm 1927, phái hữu trong Quốc dân đảng làm đảo chính, buộc những người cộng sản ở Quảng Châu vùng lên khởi nghĩa. Nhiều chiến sĩ Việt Nam tham gia khởi nghĩa và bị bắt. Lý Tự Trọng và các học viên cũng tham gia theo nhiều cách. Người làm cứu thương, tiếp tế, người đảm trách vai trò liên lạc. Đây cũng là dấu mốc ghi nhận thời gian chính thức hoạt động cách mạng của Lý Tự Trọng, dù chưa tròn 13 tuổi. Đấy là thời kỳ mà Mao cũng nói rằng là Lý Tự Trọng tham gia cách mạng từ đó. Như vậy là không phải là ngày A, ngày B, mà đấy là cả cái thời kỳ. Biến cố ở Quảng Châu khiến cơ sở cách mạng Việt Nam tại đây bị ảnh hưởng, cần phải hướng tới đẩy mạnh các hoạt động ở trong nước. Mùa thu năm 1929, đồng chí Uông Văn Khiêm chịu trách nhiệm đưa Lý Tự Trọng về Việt Nam, chuẩn bị cho những hoạt động quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên anh được về Tổ quốc sau 15 năm ở hải ngoại. Theo những tài liệu còn ghi lại khi về Việt Nam, Lý Tự Trọng đổi tên là Huy và xin vào làm việc tại Sở Than, cảng Sài Gòn. Thật khó xác định vị trí của Sở Than xưa ở đâu. Những người nắm về lịch sử của cảng chỉ dám dự đoán, nhiều khả năng nơi đó gần cầu cảng số 10. Đầu thế kỷ 20, đó là bến bốc dỡ than. Dấu tích xưa, chỉ còn hệ thống nhà kho thời Pháp vẫn còn được duy trì. Khi hoạt động ở cảng, Lý Tự Trọng được giao việc nghiên cứu tình hình thanh niên ở Sài Gòn Chợ Lớn. Tuy nhiên, hoạt động quan trọng nhất của anh là làm đầu mối liên lạc cho các cơ sở đảng. Anh được làm việc với các yếu nhân như Châu Văn Liêm, Phan Bôi và đặc biệt là Tổng Bí Thư Trần Phú. Lý Tự Trọng được giao nhiệm vụ là liên lạc cho đồng chí Trần Phú. Ngoài ra là tham gia các cái hoạt động khác, đặc biệt là đi sâu xuống các cái công xưởng, các cái trường học để vận động khích lệ thanh niên tham gia các hoạt động yêu nước. Phải nói là cái thời gian của Lý Tự Trọng hoạt động ở Sài Gòn không nhiều, chỉ có 3 năm, từ năm 1929 đến năm 1931. Nhưng Lý Tự Trọng đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị của mình. Vào ngày 9 tháng 2 năm 1930, khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học khởi xướng diễn ra. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị dìm trong biển máu. Tất cả những lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam Quốc dân Đảng tham gia cuộc khởi nghĩa đều bị xử chém. Dù thất bại, nhưng cuộc khởi nghĩa đã tạo những dấu ấn sâu đậm với những người yêu nước. Để tưởng nhớ những nhà cách mạng hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái, đồng thời khơi gợi lòng yêu nước dâng cao, Sứ ủy Nam Kỳ quyết định tổ chức một buổi meeting kỷ niệm một năm ngày khởi nghĩa. Kế hoạch chuẩn bị cho buổi meeting được bàn bạc chi tiết, truyền đơn và các khẩu hiệu để tuyên truyền cho nhân dân được nhanh chóng chuẩn bị kịp thời. Nhằm thu hút được đông đảo quần chúng, lôi kéo được lượng người tập trung đông, địa điểm được tiến hành dự kiến sẽ là bên ngoài một sân vận động bóng đá. Nhân sự cũng được phân công rõ ràng, người chịu trách nhiệm diễn thuyết, người phát truyền đơn. Lý Tự Trọng được giao nhiệm vụ bảo vệ người diễn thuyết, còn Phan Bôi làm trưởng ban có trách nhiệm chỉ huy tiến hành cuộc meeting. Ông Phan Quốc Khánh chính là con trai của nhà cách mạng Phan Bôi, còn được gọi là Hoàng Hữu Nam, người phụ trách tổ chức tuyên truyền cuộc meeting năm xưa. Kỷ niệm của ông với bố chỉ được nuôi dưỡng thông qua những tấm ảnh, qua sách báo viết về bố ông. Khoảng cách về thời gian, cùng với lý do cha đã mất khi ông còn quá nhỏ,
khiến cho những hiểu biết của ông về câu chuyện lịch sử xưa cũng rất hạn chế. Có lẽ là tôi có gặp, có được tiếp xúc với các chú các bác mà hoạt động cùng thời đó, vì suốt một thời gian dài là tôi được tiếp xúc với rất nhiều các chú các bác mà hoạt động cùng với bố tôi, kể cả từ bác, tức là cùng thời, kể cả từ thời bác Lê Duẩn, bác Trường Chinh, bác Phạm Văn Đồng, thì bác Võ Nguyên Giáp thì tôi đều có tiếp xúc trực tiếp cả. Cho nên cái thế hệ đó là tôi cũng được tiếp xúc nhiều, đấy là thế hệ các bác các chú của tôi. Nhưng mà tôi cũng không nhớ gì được thêm về và có được cái tin gì từ lúc đó không về anh Lý Tự Trọng thì cũng gần như là tôi không có thêm gì biết gì thêm ạ. Trong gia đình tôi thì ví dụ chị ruột của tôi thì là lúc bố tôi mất thì cũng mới có 7 tuổi. Thế còn anh con bác thì có anh Phan Vịnh, anh Phan Diễn. Thì anh Phan Diễn lúc ấy 10 tuổi, anh Phan Vịnh thì cũng đã 16 tuổi. Thì chắc là các anh ấy cũng còn tương đối biết và cũng có gặp trực tiếp ông Phan Bôi. Thế thôi chứ còn cũng chắc là cũng không gặp gì liên quan gì trực tiếp được với anh Lý Tự Trọng. Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn vào thập niên 30 của thế kỷ trước chính là nơi ghi đậm dấu ấn của phong trào cách mạng vô sản của Việt Nam. Hơn 100 năm sau, những dấu ấn vật thể không còn tồn tại nhiều, những tên đường phố cũng đã đổi khác. Dù cách đặt tên cũng như là một sự tri ân, gợi nhớ về những anh hùng cách mạng của Việt Nam xưa, nhưng những câu chuyện lịch sử giờ chỉ còn được gợi mở qua ký ức. Dù là một người chịu khó tìm hiểu và tra cứu, nhưng những ký ức của ông Phan Vịnh về câu chuyện lịch sử xưa cũng chỉ là chuyện kể, và sự xác thực các địa danh diễn ra sự kiện xưa nằm ở đâu. Kỷ niệm một năm khởi nghĩa Yên Bái, xin giữ ủy năm kỳ tổ chức một cái buổi diễn thuyết ở trước sân vận động Mai E. Thế thì cái sân vận động Mai E thì chính là ở cái khu vực này. Ngay khi trận đấu bóng vừa tan, dòng người đổ ra khỏi sân vận động, nhóm người tổ chức meeting nhanh chóng tổ chức tuyên truyền. Lúc này người diễn thuyết không đến kịp, buộc Phan Bôi phải lập tức đứng lên thay thế. Khi cuộc diễn thuyết đang diễn ra thì mật thám ập tới, trấn áp Phan Bôi. Lý Tự Trọng ngay lập tức xông ra nổ súng để bảo vệ cho đồng chí của mình. Các tài liệu kể về câu chuyện xưa thì nhiều, nhưng những dấu tích quả thật rất hiếm hoi. Một trong số ít ỏi những dấu tích được nhắc tới nằm ngay giữa trung tâm Sài Gòn, tại địa điểm tọa lạc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 80 năm trước, đây chính là bót cảnh sát nổi tiếng với tên gọi Katina. Nhiều đường nét kiến trúc Pháp nguyên bản vẫn còn được giữ lại, nhưng thật khó để người ta liên tưởng đến một nơi dùng cực hình và tra tấn dã man bậc nhất của thực dân Pháp. Bót Katina là nơi Lý Tự Trọng bị áp giải về sau khi bắn chết viên thanh tra mật thám Pháp Le Grand và bị bắt. Ở đây thực dân Pháp đã áp dụng đủ mọi loại cực hình nhưng không khai thác được thông tin gì từ Lý Tự Trọng. Chúng chỉ biết tên anh là Huy, làm việc ở Sở Than. Và theo một số nguồn tin khác cung cấp thì có liên quan mật thiết đến tổ chức Cộng sản tại Quảng Châu. Bất lực trong việc dụ dỗ tra tấn mà không thu được gì từ Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 4 năm 1931, thực dân Pháp mở phiên tòa xử Lý Tự Trọng tại Tòa Đại hình Sài Gòn. Lúc này Lý Tự Trọng mới hơn 16 tuổi. Đứng trước tòa, luật sư biện hộ viện dẫn: bị can chưa đến tuổi thành niên, đã hành động thiếu suy nghĩ, vậy xin tòa mở lượng khoan hồng. Ngay lập tức, Lý Tự Trọng gạt phăng lời bào chữa và dõng dạc tuyên bố: tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Chánh án thực dân nhanh chóng tuyên án, Lý Tự Trọng tử hình. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm
hỏi cần những nhà nghiên cứu lịch sử giải đáp. Tôi mong rằng các nhà sử học về sau, nếu có điều kiện thì nên làm rõ, vì càng rõ thì để ta hiểu sâu hơn. Chúng ta vẫn có thể để hai cái ngày nó chưa thực sự thống nhất để chúng ta tiếp tục trong cái quá trình nghiên cứu về sau, để có những cái tiếp cận đến chân lý, đi đến những cái sự chính xác về sự thật lịch sử. Sự thật về những giây phút cuối của Lý Tự Trọng lại được một nữ ký giả kể lại. André Violet, nữ nhà báo tiến bộ Pháp, là một trong những người hiếm hoi tiếp xúc trực tiếp với Lý Tự Trọng trước lúc anh hy sinh. Câu chuyện về anh được bà mô tả trong 3 trang của cuốn Đông Dương Kêu Cứu. Tất cả đủ để chúng ta hình dung về khí phách của một người anh hùng cách mạng trẻ tuổi. Sớm ngày 21 tháng 11 năm 1931, thì Huy bị đem đi xử tử. Sài Gòn hết sức xúc động, hôm ấy phải ra lệnh giới nghiêm. Từ khám lớn vang ra khắp thành phố tiếng la hét của tù chính trị. Tiếng thét từ lồng ngực và trái tim của họ đã đi theo Huy ra trường chém. Chính quyền đã phải điều quân đội và lính cứu hỏa tới. Điều gì đã xảy ra giữa những bức tường này? Đứng trước máy chém, Huy định diễn thuyết, thì ngay lập tức hai cảnh sát nhảy bổ vào, ngăn không cho anh nói. Người ta chỉ nghe tiếng hô bị nghẹn lại, Việt Nam. Trên chặng đường đấu tranh cho tự do của dân tộc, lịch sử đã ghi dấu biết bao sự hy sinh. Lý Tự Trọng, cũng như nhiều chiến sĩ cộng sản khác đã hy sinh, mãi mãi sẽ được ghi nhận là những người anh hùng của nền độc lập Việt Nam. Những anh hùng đó đã sống và sẽ sống để đi cùng lịch sử với tên gọi được lưu danh cùng hai tiếng Anh Hùng.